Ok, lạnh lùng đây nha anh em. Mình sẽ tẩy, mình tẩy xong là mình mở được tính cách luôn. Đó, vương giả. Bây giờ mình sẽ vào mình xem nha. Rồi, hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình nha. Thì trong cái video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn anh em thay đổi tính cách. Ở những cái video trước á, mình đã hướng dẫn anh em làm cái nhiệm vụ cơ duyên để đẩy cái điểm, những cái điểm của những cái tính cách này rồi ha. Thì cái nhân cách trong đây á, đây nó sẽ là một cái chuyện khác. Thì bây giờ anh em cứ click vào những cái này nè. Đó, anh em xem là mình đã đủ đủ cái gì rồi và mình đang thiếu cái gì thì nó cái đó không. Ở đây mình đang nó yêu cầu là kiêu ngạo nè, đúng không? Mình đang đủ tuân thủ và lý trí thì mình chỉ còn thiếu kiêu ngạo, đúng không? Còn cái thằng này nó chỉ mới có đủ lý trí thôi. Cái tuân thủ trên đây thì anh em phải đổi lại phản nghịch đó, bởi vậy nó sẽ thiếu hai cái đó. Anh em click vào thì cái nào gần nhất, có hai cái dấu tích xanh đó nhiều nhất đó, thì anh em làm. Ở đây mình thiếu kiêu ngạo đúng không, thì ở đây mình có thân thiện, mình phải tẩy bỏ hết thân thiện và mình up lại cái kiêu ngạo thì nó mới được nha. Rồi up 400 điểm. Và như những lần trước mình đã nói thì khi mà anh em làm cơ duyên lần đầu tiên á, chẳng hạn như cảm tính, kiêu ngạo, phản nghịch, thì mỗi cái móc á, là anh em phải quất cho mình là 480 điểm nha. Lần đầu tiên làm là phải đánh 480 điểm. Rồi anh em hãy tính gì tính. Rồi bây giờ mình sẽ vào trong du ký nè, mình sẽ kết cục cơ duyên. Thì kiêu ngạo nó sẽ bắt đầu từ may mắn, cái nhiệm vụ may mắn đó. Mình sẽ quên đi thân thiện nè, nó thân thiện trừ 50, cái này cũng trừ 50. Rồi kiểm tra pháp thuật cổ nè, quên luôn. Rồi bây giờ mình sẽ vào trong đây mình kiểm tra nha. Đó, đây là cái điểm kiêu ngạo của mình nó sáng lên rồi nè anh em. Hiện tại nó được 95 điểm. Bây giờ mình sẽ làm 6 cái nhiệm vụ kia thì nó sẽ được 395 điểm, có nghĩa là còn thiếu 5 điểm nữa. Rồi bây giờ mình sẽ làm nha. Anh em qua cái thám hiểm, anh em là chọn may mắn nha. Mấy cái nhiệm vụ này thì mình đã hướng dẫn anh em làm hết rồi nên nó cũng không có gì khó khăn ha. Rồi ở đây thì anh em muốn đuổi con lạc đà này nó đi để tăng cái điểm cho kiêu ngạo á, thì anh em nói chuyện nó cọc lóc một tí, nó vào thẳng vấn đề nè, cho cái thanh này nó giảm xuống, ném bên cạnh miệng nó nè. Nói chung kiêu ngạo thì anh em cứ đọc hai cái câu trả lời, anh em thấy cái câu nào mà nó có ác ý một chút á, thì chính là kiêu ngạo đó. Giờ mình làm cái này riết mình thuộc luôn. Tiếp theo đó là lẽ thường tình nha anh em. Ở đây anh em sẽ nói chuyện với cao ngọc thủ. Sau khi anh em nói chuyện với cao ngọc thủ thì anh em click vào cái biểu tượng nói chuyện nè. Đó, vậy là xong nha anh em. Mình nói trước đây là cái thiên hướng kiêu ngạo nha anh em. Nhiều khi anh em coi anh em lộn tới lộn lui, bởi vì cái này nó hay lộn lắm. Tiếp theo đó là bề ngoài khó đoán. Rồi thì giờ anh em cứ làm giống y chang con lạc đà đó thôi, cứ nói cái gì cho cái này nó tụt xuống không là được. Không biết nói gì. Chế giễu. Không đáng quan tâm, không đáng quan tâm nha anh em. Không được nha anh em. Không được. Rồi nên là ok. Rồi tiếp theo đó là hỗn thế ma vương nha anh em.
Rồi đây anh em sẽ nói chuyện với Vương Hạo Nam. Anh em lít vào hỗn thế Ma Vương một cái nữa. Rồi anh em nói chuyện với thằng nhóc này với một cái cách gọi là kiêu ngạo. Tên nhóc này. Nói bậy. Gõ đầu. Tạt nước lạnh. Đánh nhất thông. Tiếp theo đó là tranh luận tô điểm nha anh em. Rồi ở đây thì anh em ủng hộ cho tỷ tỷ đó là Lý Thục Trinh nha anh em, xoay bên đây nè. Rồi, anh em chọn vào cái biểu tượng hình này. Rồi bây giờ cuối cùng đó là kiểm tra pháp thuật cổ nha. Ở đây anh em sẽ nói chuyện với Cao Ngọc Thành. Thì bây giờ anh em sẽ nói chuyện theo một cái series giống như mình nói ha. Phi thuyền. Anh em chọn tế đàn hắc đế. Anh em chọn không gặp. Mèo. Xuất hiện long trọng. Giả vờ không để ý. Từ chối cách ly cổ vũ tinh thần. Làm gián đoạn anh ta. Sẽ không. Ngọc một thôn. Chấm chấm chấm. Rồi ok, mình đã làm xong 6 cái nhiệm vụ của thiên hướng kiêu ngạo ha. Thì đây mình còn thiếu 5 điểm nữa thì hơi bị cay nha anh em. Rồi, mình chỉ còn thiếu 5 điểm nữa là mình sẽ mở được cái này. Rồi thì thiếu có 5 điểm thôi, nhưng mà không có cách nào để mình kiếm được 5 điểm đó anh em. Nên bây giờ mình sẽ sử dụng nước tẩy tâm để vào tẩy nha. Ok, đành hy sinh 5 năm nước tẩy tâm thôi. 5 nước tẩy tâm thì không đáng giá bao nhiêu, chủ yếu là mình mất đi một lượt nước tẩy tâm anh em. Ok, lạnh lùng đây nha anh em. Mình sẽ tẩy, mình tẩy xong là mình mở được tính cách luôn. Đó, vương giả. Bây giờ mình sẽ vào mình xem nha. Đó. Bây giờ còn thằng này thì mình chỉ cần tẩy qua phản nghịch là ok. Ở đây mình đang có tuân thủ nè. Bây giờ mình sẽ tẩy qua phản nghịch ha. Đây, tuân thủ phản nghịch đây nè. Bây giờ mình cứ tẩy chừng nào mà cho cái điểm nó xuống thấp hơn 200 là ok. Bắt đầu mình sẽ làm cái nhiệm vụ cơ duyên để mình thay đổi lại một lần nữa nha. Đó, nó xuống khoảng 350 rồi. Rồi mình vừa hướng dẫn anh em xong cái cách để anh em thay đổi cái nhân cách của mình và cách để theo dõi cái chỉ số để anh em up làm sao cho nó tiện. Rồi cảm ơn anh em đã theo dõi video của mình nha. Nếu anh em cảm thấy video này hay và hữu ích thì cho mình xin một like và một lượt đăng ký kênh. Còn bây giờ chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau nha. Bye bye.